giang hồ đột nhiên xuất hiện một nhân vật bí ẩn. Hắn tự xưng là công tử Đan, công khai khiêu chiến tất cả các môn phái võ lâm. Vạn Thắng trưởng môn quyết định dùng hết sức mình thay các anh hùng báo thù. Ngươi làm được ư? Ngươi có năng lực đó không? Vậy thì ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Hai đạo hồng lăng bay thẳng tới. Vạn Thắng trưởng môn rút kiếm xông lên, nhưng lại bị hồng lăng trói chặt. Ông lập tức vận nội công chấn nát hồng lăng. Chỉ thấy một lão bà bay từ trong kiệu ra. Vậy mà chỉ mất một chiêu đã miểu sát Vạn Thắng trưởng môn. Công tử Đan ném một lệnh bài có chữ Đan ra, khảm lên trên môn biển, loạn choạng rời đi. Tiếp sau đó, công tử Đan lại thay đổi thân phận, huyết tẩy bát quái môn. Bát quái môn lập tức bày ra kính trận, vẫn khó tránh khỏi họa diệt môn. Sau khi diệt sạch bát quái môn, công tử Đan lại không tốn mấy sức lực diệt sạch cự kình bang. Nội trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có đến 7 đại môn phái bị diệt tuyệt. Lúc này, lòng người hoảng loạn, cũng có nhiều suy đoán khác nhau về thân phận của công tử Đan. Có người nói hắn là một lão già, cũng có người nói hắn là một công tử tiêu soái, còn có người nói hắn ta là một tên ái nam ái nữ. Nhưng một khi hắn quyết định ra tay giết người, thì chưa từng xảy ra sai sót. Mã trang chủ của Thiết Đảm Trang nhận được thư của hắn ta, biết đại họa sắp giáng lâm, lập tức liên minh với các môn phái khác, cùng với Khoái Đao môn bàn bạc biện pháp đối phó. Công tử Đan võ công sâu không lường được, e rằng chúng ta khó thắng, trừ khi đạo thần tái xuất giang hồ. Nếu không thì chẳng còn ai có thể áp chế hắn ta. Nhưng Đao Thần Phong Nhất Lôi là người của ma giáo, hơn nữa hắn ta đã thoái ẩn giang hồ 20 mấy năm, còn sống hay đã chết cũng chẳng ai biết rõ. Đúng lúc mọi người đang nan giải thì có người đề xuất một thiếu niên anh hùng, phó trưởng môn, đại đệ tử Tề Vũ của Khoái Đao môn các người, được người đời ca tụng là Tiểu Đao Thần. Công lực và đao pháp của hắn chắc hẳn không dưới Đao Thần là bao. Phó trưởng môn biết chuyện này liên quan đến sống chết của các môn phái, nên ngay lập tức gọi Tề Vũ tới, nghe tin phải đối đầu với công tử Đan. Tề Vũ vô cùng hưng phấn, anh cáo biệt sư phụ, sau đó nhờ Thiết Đảm Trang giúp đỡ đến địa điểm ước định mà công tử Đan hẹn trước. Tề Vũ bày mai phục đợi công tử Đan đến, thấy cửa phòng tự mở, một đạo kiếm bay nhanh như chớp bỏ qua Tề Vũ, lao tới giết sạch đồng bọn phía sau anh. Chỉ thấy công tử Đan nhảy từ trần nhà xuống, đấu một trận quyết liệt với Tề Vũ. Hai người trong lúc đấu võ thì thiếu nữ tên Mộ Dung Dung chơi trò chơi với Tề Vũ trước đã xông tới tương trợ. Hai người đuổi theo công tử Đan đến cánh rừng, lại tiếp tục một màn giao tranh quyết liệt. Sau cùng thì đao khí của Tề Vũ như cầu vồng, giết chết được công tử Đan. Ma đầu giết chết vô số mạng người, nhưng điều khiến anh nghi hoặc đó là đại ma đầu đã tiêu diệt vô số môn phái lại không chịu nổi một kích. Lẽ nào là do võ công của công tử Đan quá kém, hay là do đao pháp của mình quá cao? Sau khi cáo biệt Mã trang chủ, Tề Vũ ung dung quay trở về Khoái Đao môn. Anh vừa mới rời đi thì đột nhiên có một người phi từ trên mái nhà xuống. Ngươi là ai? Công tử Đan. Mã trang chủ vừa muốn vớ lấy thanh đao, công tử Đan đã bắn vô số mũi tên, giết chết ông cùng gia quyến, sau đó vứt lệnh bài chữ Đan ở lại rồi rời đi. Tề Vũ sau khi quay về Khoái Đao môn, liền thấy một đám người chết nằm trong hội đường. Sau khi mở tấm vải trắng ra, anh vô cùng sững sờ. Mã trang chủ, có lệnh bài làm chứng, tất cả người ở Thiết Đảm Trang đều chết dưới tay của công tử Đan. Tề Vũ lúc này mới hiểu ra rằng người mình giết không phải là công tử Đan. Mà đúng vào lúc này, anh nhận được bức thư. Tiểu tử Tề Vũ vô tri, ngông cuồng tự đại, đối đầu với ta, giờ ngọ 24 tháng chạp, ta lấy mạng chó của ngươi. Thấy công tử Đan để lại lệnh truy sát, để không liên lụy đến sư môn, Tề Vũ một mình rời khỏi Đao môn, quyết định một mình đi đối đầu với công tử Đan. Cô gái cởi lò luyện kiếm, dùng máu làm chất dẫn, tạo ra một thanh kiếm cổ xưa. Sau đó cô đến Phượng Lô, quỳ xuống cầu xin Phượng Lộ chủ nhân Phượng Thiên Nam nhận thanh kiếm này. Sau khi bị từ chối, cô gái chậm chậm rút thanh kiếm quý ra, chém mạnh vào không khí làm cho cánh cửa xé toạc ra. Phượng Thiên Nam lập tức cấm kiếm đỡ kiếm khí, bay ra bên ngoài kề kiếm vào cổ cô. Ngươi là ai? Muốn giết thì giết đi, kiếm nô chết không đáng tiếc, chỉ mong ngài nhận lấy Tử Vi huyết kiếm này. Kiếm khí khi nãy là do thanh kiếm này tạo ra ư? Phượng Thiên Nam nhận lấy Tử Vi huyết kiếm kỳ lạ này, chém vào thanh bảo kiếm của mình. Thanh bảo kiếm một phát gãy đôi, quả nhiên là thần kiếm tuyệt thế vô song. Chỉ cần công tử đồng ý giúp kiếm nô giết một người, thanh Tử Vi huyết kiếm này sẽ là của ngài, và kiếm nô cũng thuộc về ngài. Người đó chính là, không cần nói nữa, người cô muốn giết cũng là người muốn giết. Giờ ngọ 24 tháng chạp sẽ là ngày giỗ của hắn. Thời gian trôi nhanh đến giờ ngọ 24 tháng chạp, đối diện với kiệu của công tử Đan trong tuyết, Phượng Thiên Nam nhận lấy Tử Vi huyết kiếm, dùng khinh công bay lên, xoay người đáp xuống, cùng công tử Đan giao chiến một trận lớn. Nhưng gió tuyết quá lớn, tuyết bay mù trời, hai người đấu khó phân thắng bại. Cùng nhau bay lên cổng thành, Phượng Thiên Nam dựa vào sức mạnh của Tử Vi huyết kiếm, đâm xuyên qua đao của công tử Đan. Mộ Dung Dung núp dưới chân thành lo lắng Tề Vũ gặp nguy, bất ngờ bay ra khỏi lùm cây, phóng thanh kiếm trong tay đánh lén Phượng Thiên Nam. Công tử Đan vội đưa kiếm ra đánh bật nó lại, đập ngược vào Mộ Dung Dung. Ngươi không thừa cơ người khác gặp nguy, ngươi không phải công tử Đan, ngươi cũng không phải công tử Đan. Các hạ là Phượng Thiên Nam, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tại hạ là Tề Vũ.
Phong vận đệ nhất đao, Tề Vũ Tề đại hiệp. Thì ra là, cả hai người đều nhận nhầm nhau là công tử Đan. Khi Tề Vũ đi truy lùng công tử Đan, bị công tử Đan đánh lừa đến nơi này, mục đích là để hai người tự sát hại lẫn nhau. Phượng Thiên Nam nghe danh Tề Vũ đã lâu, lập tức mời anh đến Phượng Lộ một chuyến. Sau khi uống rượu ấm người, Phượng Thiên Nam làm hỏng bảo đao của Tề Vũ cảm thấy rất có lỗi, bèn tặng cho anh thanh nhạn linh đao. Tề Vũ vui vẻ nhận lấy, múa một đường đao pháp, quả là một thanh đao xịn hiếm có. Mà nói đến đao pháp, Tề Vũ rất muốn phân cao thấp với đao thần Phong Nhất Lôi. Đáng tiếc là đao thần đã im hơi lặng tiếng 20 năm, khiến anh luôn cảm thấy đáng tiếc. Cô gái đang đi trên đường, cái xe kéo đối diện bỗng mất kiểm soát, sắp sửa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tề Vũ kịp thời bay ra chặn lại, tay không đỡ được cả cái xe. Cô không sao chứ? Cô gái lạnh nhạt nói câu cảm ơn anh, rồi quay đầu đi luôn. Tề Vũ thấy cô hành tung bí ẩn, bèn bám theo sau. Cô gái tưởng rằng gặp phải tên biến thái bám đuôi, bảo anh đừng theo mình nữa. Nhưng Tề Vũ đáp lại bằng câu nói nghe khó mà lọt tai, tôi thấy ta có duyên gặp mặt, tại sao không kết bạn làm quan? Cô gái xem như đã hiểu ra, cô nghĩ Tề Vũ muốn trêu chọc mình, trịnh trọng cảnh báo anh, tuyệt đối đừng qua cây cầu này. Nhưng Tề Vũ không thèm nghe, cố ý bước lên một bước. Vào đây là chết, cây cầu bỗng phát nổ một cột khói bụi mù mịt. Một ông lão tóc trắng xù như bầm sư tử nhảy ra tấn công, Tề Vũ liền rút đao ra đỡ đòn. Không ngờ ông lão võ công cao cường, một tay bắt được đao của anh. Đừng đánh nữa, ra ra, ông lão búng tay vào đao, cảnh cáo Tề Vũ rời khỏi Vọng Ưu Cốc. Tề Vũ không những không nghe lời, lại càng thêm tò mò hơn. Đột nhập vào Vọng Ưu Cốc, nhìn thấy một lăng mộ lớn trước mắt mình. Một người đàn ông áo trắng đang ném giấy tiền tế bái. Phượng huynh, Tề huynh, huynh đang bái tế ai đấy? Phượng Thiên Nam không đáp, Tề Vũ đi đến nhìn bia mộ, không nén nổi sự kinh ngạc, mộ của đao thần Phong Nhất Lôi, biết được đao thần đã qua đời. Tề Vũ không tin vào mắt mình, bởi vì trước khi anh đi vào Vọng Ưu Cốc, anh từng nhắc đến đao thần với Phượng Thiên Nam. Nhưng Phượng Thiên Nam không hề nói với anh đao thần đã mất, anh ta có quan hệ với đao thần, trong lòng Tề Vũ toàn là câu hỏi. Phượng Thiên Nam chỉ dầu dĩ nói, đao thần đã trở thành thần thoại, tôi không muốn phá hoại thần thoại trong lòng anh. Còn về mối quan hệ của Phượng Thiên Nam và đao thần vì sao mà qua đời, Phượng Thiên Nam không muốn nói. Tề Vũ cũng không cưỡng cầu, anh đành bước đến trước mộ của đao thần, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Từ ngày đầu tiên tôi chạm vào đao, tôi quyết tâm muốn thách đấu với ngài. Đáng tiếc, tôi không có cơ hội đó. Sau này tôi không còn cơ hội nữa rồi. Lòng Tề Vũ lúc này còn nặng nề hơn súng mồ, có lẽ là vì anh là người học võ, có sự ngưỡng mộ đối với cao nhân tiền bối và sự theo đuổi không sợ thua cuộc. Tuy nhiên, điều khiến anh không nghĩ đến là Phượng Thiên Nam đã lừa anh. Ông lão mà Tề Vũ đã gặp trên cầu chính là đao thần Phong Nhất Lôi. Cô gái kia chính là cháu gái của đao thần Phong Phi Tuyết. Khi Phượng Thiên Nam 8 tuổi, bèn kết bái huynh đệ với đao thần. Đối với anh chàng Phượng Thiên Nam này, cho đến tận bây giờ, tôi không có nhiều thiện cảm lắm, bởi vì trong Phi Hồ Ngoại Truyện cũng có một người cùng họ với anh, là một tên ác bá Quảng Đông, làm đủ điều ác, cuối cùng kết cục là chịu cái chết. Cho nên đối với cái tên Phượng Thiên Nam này, cảm thấy không phải người tốt. Hôm nay kể đến đây thôi, nếu thích các bạn nhớ like và theo dõi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.